Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tôi sẽ review cho các bạn một món luộc lòng dồi lợn. Đây. Đấy. Tức là phải canh và trở đều để cho nó không bị nổ và phải châm lộn ra được. Cho nó tức phải châm nhá, châm không là kín nó sẽ bị nổ, bị bục nhá. Đấy. Lòng dồi hôm nay là là rồi toàn bằng như nào các bạn biết không? Tiết, hành và mỡ vặt. Đó, với chuẩn lòng lợn. Bạn thấy không? Càng đẹp đẹp luôn. Đấy. Các bạn đặt hàng hay gọi điện lên số 0912401056 để được thưởng thức những cái món mà ăn truyền thống từ lợn, từ mèo, từ chó. Đấy. Tức là phải xâm như này này. Đó. Nguyên một nồi lòng dồi. Tức là nhiều quán gọi là bánh xe đấy. Ăn nó có tí mỡ vặt này, có tí hành hoa này. Có này. Có tí tiết này. Ăn nó ngậy. Ôi giời. Xương đỏ. Xương chi đời luôn. Đấy. Ông chủ ơi. Hai giờ chiều đấy, vì khách đặt đáng lẽ là giờ đang là khò đấy, nhưng mà vẫn phải làm đấy. Uy tín là vàng, chất lượng tạo nên thương hiệu. Nhưng mà này cắn của mình ngập mồm đấy, cái này đang ngập hẳn mồm rồi đấy, phải trở nha. Riêng cái món này không phải là đơn giản đâu, bỏ vào là xong đâu đấy, phải trở đều. Và phải làm sao nhá, cho những cái đây này, những cái này nó phải trắng đều, chứ nó không phải là thâm, điểm thâm kiểu kia đâu. Đó, nó phải trắng như này. Đây này. Các bạn đi ăn lòng nhá, mà cái quán nào mà các bạn thấy mà cái lòng ở ngoài này mà nó cứ thâm, mà nó cứ đốm đốm ấy, là đã mất cảm tình rồi. Đấy. Nó phải trắng như này. Con lợn có béo thì miếng giòn mới ngon. Nhưng mà quan trọng là cái lúc mà đây này, lúc luộc này. Đấy. Đấy. Thì anh em nào mà muốn ăn lòng lợn thì phải đặt trước để mà làm. Còn lại thịt chó, thịt mèo thì lúc nào cũng có, lẩu lòng bò lai rai lúc nào cũng có. Là cứ alo vào cái số là 0912401056 là sẽ ship tận đến chiếu luôn. Anh em chỉ việc nhắm thôi. Này mà cho bò gà, nửa bò gạo và nửa nâu bát cháo là tuyệt vời. Đấy. Bạn thấy không? Cái luộc lòng dồi này không phải là ai cũng làm được đâu. Làm không khéo là nó bục hết. Đấy, mà đến lúc mà thái nó phải không bị nát. Đấy, nó nguyên một miếng vậy, nó tuyệt vời. Cho nên là lúc canh mà để luộc này nó cả một quá trình kỹ thuật đấy. Ở đây là phải đào đều nha, phải châm. Các bạn thấy không, trắng không? Đấy. Đấy. Lòng nó phải trắng như này.
nhiều khi đi ăn lòng lợn buổi sáng ấy, những cái lòng dồi này nó có nốt điểm những cái huyết nhìn nó trung tâm ăn nó mất ngon. Cái này cái đấy là cuối cùng mà. Đấy. Nhìn trắng không? Đấy. Mẹ nhìn cái miếng rồi là nó muốn đớp luôn này. Chuẩn được lòng là như này. Bạn theo dẫn không? Tôi là rãi rớt là đang chảy hết rồi đấy. Khả năng là chín giờ thái khẩu ăn thử nhỉ. Rồi nó to lắm vậy em. Rồi nhá quá vào đây. Tôi vào đây cũng đi trần cái lòng đi.
toàn bọn học sinh chơi cái lòng này. Đấy, vớt bọt để cho nước trong, tí nữa đổ nửa bọt cho gạo vào nấu cháo. Bình rồi mà cháu nghĩ là nó cũng to được. Xe rồi bố ạ. Nhưng mà bạn này phải để nguội, nếu mà cảm thấy thích thì cho vào lạnh cho nó khô lại, xong rồi thái cho nó lành miếng đẹp. Biết thì thái một ít lấy bí lòng lo xong. Tắt bếp, ok. Xong rồi, ăn rồi. Mời anh em nhé. Mời anh em. Lòng nóng luôn. Toát hết mồ hôi nhưng vẫn phải ăn nóng này. Nhưng mà anh phải nhúng vào không để vậy thâm luôn. Nhưng phải dìm, nếu mà không thì dìm xuống. Nó nổi lên là dìm. Nói lên là nó bị thâm. Đấy này, nó phải trắng như cái này này. Ta đang mà nó to không thái được cái này thâm. Thế thì lấy cái xô nước cá.